Thưa quý vị, cuối năm, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm Tết của người dân tăng cao, kèm theo đó là nỗi lo về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn phòng chống dịch COVID-19. Để quyền lợi người tiêu dùng được bảo vệ an toàn, các cơ quan chức năng đã đẩy mạnh siết chặt các hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là các mặt hàng tươi sống và bánh kẹo phục vụ Tết. Phản ánh của phóng viên Truyền hình Nhân dân tại tỉnh Phú Yên. Sau khi dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát, các cơ sở sản xuất kinh doanh bắt đầu đẩy mạnh sản xuất để phục vụ nhu cầu Tết Nguyên đán đang đến gần. Cùng với đó, công tác phòng chống dịch COVID-19 và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được đặt lên hàng đầu. Bản thân mình muốn vệ sinh sạch sẽ, thì người tiêu dùng họ cũng như vậy. Nhưng mà nếu thực phẩm của mình không được sạch sẽ, không có chất lượng, người ta sẽ không mua hàng mình. Từ cái khâu nhận hàng cho đến khâu chế biến, là bọn anh cũng phải đều kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm hết. Từ nay đến Tết Nguyên đán, nhu cầu mua sắm của người dân sẽ ngày càng tăng cao, lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường nhiều. Đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Phú Yên sẽ tăng cường các biện pháp kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Do cái tâm lý là Tết, người tiêu dùng nhiều, cho nên một số cái đối tượng sẽ lợi dụng những cái tình huống đó để họ có thể đưa vào những cái sản phẩm mà nó chưa được đảm bảo về mặt chất lượng. Qua kiểm tra sẽ phát hiện những cái thiếu sót, những cái sơ hở, những cái vi phạm. Nhất là chú ý về các cái nhãn hàng hóa cũng như bảo quản, cách sử dụng và nguồn gốc xuất xứ để góp phần thì đảm bảo cái hàng hóa lưu thông được sử dụng trong dịp Tết là an toàn. Ngoài công tác tuyên truyền pháp luật về an toàn thực phẩm, nâng cao ý thức cộng đồng, việc bảo đảm nguyên tắc 5K trong phòng chống dịch COVID-19 cũng được đặc biệt quan tâm, nhất là tại các chợ đầu mối, nơi tập trung đông người trong những ngày giáp Tết.